Lý do bạn càng làm càng nghèo. Hầu hết mọi người đều vướng phải một hoặc là nhiều cái điều dưới đây mà Lý sắp chia sẻ. Cho nên tình hình tài chính chưa được hanh thông, thuận lợi. Và nếu như ngày hôm nay tài chính của bạn chưa được tự do, chưa được thuận lợi, chưa được như bạn mong muốn, thì bạn hãy kiểm tra xem mình đang vướng phải những điều nào sau đây nhé. Thứ nhất, đó là bạn không biết giữ tiền, chi tiêu một cách thoải mái, thích mua gì thì mua, có rồi lại mua thêm. Thứ hai là bạn không có thói quen trả cho mình trước, làm ra bao nhiêu tiêu thì tiêu hết bấy nhiêu, hoặc đi trả nợ, hoặc đi mua sắm, thậm chí là còn vay mượn thêm để mua. Thứ ba là có thói quen mua đồ theo ý mình, không cần, không phải là mua đồ mà mình đang cần, thậm chí là bạn mua cái món đồ đó chưa hề dùng tới, hoặc là rất ít khi sử dụng. Ngay từ giây phút này trở đi, nếu bạn muốn có một tương lai huy hoàng về tài chính, thì hãy lập cho mình một cái kế hoạch tài chính thông minh và hãy rèn luyện cái thói quen trả cho mình trước ít nhất là 10% khi tiền vừa về đến tay của bạn. Và bạn hãy nhớ là cái số tiền này chỉ để đầu tư và gia tăng tài sản, giúp cho bạn ngày càng giàu lên. Đừng dùng số tiền này vào chi tiêu. Khi mua tiêu sản thì càng về già bạn sẽ càng nghèo. Và nếu như bạn muốn nhận một bộ công thức về quản lý tài chính thông minh của người thành công, thì hãy nhắn tin cho Lý hoặc nhấn vào cái đường link bio bên dưới avatar của Lý, sẽ gửi tặng cho bạn hoàn toàn miễn phí. Hãy nhớ follow và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều bí kíp quản lý tài chính nữa nhé.